Chào mừng các em đến với kênh thầy Liêm. Hôm nay cũng mời các em cùng theo dõi môn giáo dục công dân lớp 6, trang 26 đến trang 29, sách kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 6, tự nhận thức bản thân. Sau bài học này, thì học sinh có thể là nêu được thế nào là tự nhận thức bản thân, biết được ý nghĩa của tự nhận thức bản thân. Tự nhận thức được điểm mạnh, điểm yếu, giá trị, vị trí, tình cảm, các mối quan hệ của bản thân. Biết tôn trọng bản thân, xây dựng được kế hoạch, phát huy điểm mạnh và hạn chế điểm yếu của bản thân. Khởi động, em hãy viết lời giới thiệu những điều hài lòng, chưa hài lòng về bản thân và chia sẻ với bạn bên cạnh. Thì ở đây cô ví dụ đầu tiên là những điều hài lòng về bản thân của mình. Cô ví dụ như là các em có sự cố gắng trong học tập, đạt danh hiệu học sinh giỏi, được các bạn và thầy cô yêu quý, biết giúp đỡ bạn bè, lắng nghe, chia sẻ với bạn, biết tự lập, không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác, có kế hoạch và mục tiêu cụ thể cho tương lai. Rồi những cái điều chưa hài lòng về bản thân em, ví dụ như là đôi khi còn chán nản trong việc học tập, khi gặp bài khó thì dễ dàng bỏ cuộc, hay nổi nóng và cáu giận với mọi người xung quanh, chưa có sự tự tin về cái khả năng của bản thân, vân vân. Tiếp theo là phần khám phá. Một nhỏ thế nào là tự nhận thức bản thân? Em hãy đọc câu chuyện sau và trả lời câu hỏi. Con gà đại bàng. Ngày xưa, bên sườn núi có một tổ chim đại bàng với những quả trứng lớn. Bỗng xảy ra trận động đất khiến một quả trứng đại bàng lăn xuống chân núi và rơi vào chỗ gà mẹ đang ấp. Thì gà mẹ đã ấp luôn cả quả trứng lớn ấy. Ổ trứng gà mẹ ấp ủ đã nở ra một đàn gà và một chú đại bàng đáng yêu. Gà mẹ yêu thương và nuôi dạy đại bàng như các con của mình. Đại bàng yêu gia đình và ngôi nhà đang sống như tâm hồn nó vẫn khao khát một điều gì đó cao xa hơn. Cho đến một ngày, nó thấy những chú chim có hình dáng giống mình đang sải cánh trên bầu trời. Đại bàng kêu lên, ôi ước gì mình có thể bay như những chú chim đó. Đàn gà cười ầm lên, anh không thể bay như những chú chim đó được, anh là một con gà và gà không thể bay cao. Đại bàng tiếp tục ngước nhìn gia đình thật của nó, mơ ước có thể bay cao cùng họ. Mỗi lần đại bàng nói ra mơ ước của mình, đàn gà lại bảo đó là điều không thể xảy ra. Cuối cùng đại bàng tin rằng đó là thật, rồi đại bàng không mơ ước nữa và tiếp tục sống như một con gà. Phỏng theo chuyện dân gian Sudan. Câu hỏi A. Vì sao con gà đại bàng không thực hiện được mong ước có thể bay như những chú chim đại bàng? Thì ở trong câu chuyện trên, con gà đại bàng không thực hiện được cái mong ước có thể bay như những chú đại bàng khác vì nó đại bàng được mẹ gà nuôi dưỡng từ khi còn trong trứng nên nó luôn nghĩ nó là gà chứ không phải là một loại chim nên không thể bay. Bên cạnh đó, nó luôn phải nghe những lời chê bai của đàn gà nên nó không nhận thức được cái khả năng của bản thân mình. Vì vậy, đại bàng không thể cất cánh bay như những con đại bàng khác. B. Qua câu chuyện, em rút ra được bài học gì cho bản thân? Thì qua câu chuyện này, giúp em rút ra được bài học cho bản thân là không nên nghe những lời nhận xét từ bên ngoài không đúng về bản thân mình, để từ đó có sự nhận thức sai về cái khả năng của bản thân. Cùng chia sẻ thế nào là tự nhận thức bản thân. Trong một cuộc tranh luận về thế nào là người biết tự nhận thức bản thân, lớp Ngân có 3 ý kiến. Ý kiến thứ nhất, tự nhận thức bản thân là biết nhìn nhận đánh giá về cái khả năng, thái độ, hành vi, việc làm, điểm mạnh, điểm yếu của bản thân. Ý kiến thứ hai là tự nhận thức bản thân là luôn hiểu rõ mình và tự tin với cái điểm mạnh của mình. Ý kiến thứ ba là tự nhận thức bản thân là nhận ra những cái điểm tốt,
chưa tốt của bản thân so sánh với người khác để điều chỉnh bản thân cho của mình cho giống họ. Câu hỏi là em đồng tình với ý kiến nào, vì sao? Theo em, tự nhận thức bản thân là gì? Thì chúng ta sẽ trả lời em đồng ý với ý kiến, ví dụ như ý kiến 1, tự nhận thức bản thân là tự nhìn nhận đánh giá về khả năng, thái độ, hành vi, việc làm, điểm mạnh, điểm yếu của bản thân. Ý kiến thứ hai là tự nhận thức bản thân là luôn hiểu rõ mình và tự tin với điểm mạnh của mình. Còn ở câu B, theo em tự nhận thức bản thân đó là biết nhìn nhận đánh giá đúng về bản thân, như là cái khả năng, hiểu biết, tính cách, sở thích, thói quen, điểm mạnh, điểm yếu. Tiếp theo hai nhỏ, ý nghĩa của tự nhận thức bản thân. Trong một cuộc trao đổi thảo luận về ý nghĩa của tự nhận thức bản thân, thì các bạn học sinh lớp 6A đã tổng hợp được các ý kiến về ý nghĩa của tự nhận thức bản thân như sau. Khi biết tự nhận thức bản thân thì bạn sẽ, ý kiến 1, có cái nhìn chung thực về ưu điểm, nhược điểm của mình. Ý kiến 2 là xác định được những cái việc cần làm để hoàn thiện bản thân. Ý kiến 3 là dễ đồng cảm và chia sẻ với người khác. Ý kiến 4 là có những việc làm và cách ứng xử phù hợp với mọi người xung quanh. Em đồng ý, không đồng ý với ý kiến nào, vì sao? Thì từ những ý kiến của các bạn lớp 6A, em có suy nghĩ như sau. Em đồng ý với ý kiến 1 và ý kiến 2. Vì khi tự nhận thức được bản thân, chúng ta sẽ nhìn rõ ràng và khách quan nhất về những cái điểm mạnh, điểm yếu của bản thân mình. Từ đó biết rõ những cái mong muốn, những cái khả năng, khó khăn và thử thách của bản thân để đặt ra mục tiêu, chỉ ra những cái việc cần làm để hoàn thiện bản thân hơn. Còn trong trường hợp này, em không đồng ý với ý kiến 3 và 4 vì nó không đúng với ý nghĩa của việc chúng ta tự nhận thức bản thân. Ba nhỏ, cách tự nhận thức bản thân. Em hãy đọc thông tin dưới đây và trả lời câu hỏi. 1. Với thầy cô bạn bè, Hoa là một học sinh tiêu biểu của lớp. Thầy và cô và các bạn yêu quý Hoa vì bạn học giỏi, thân thiện, khiêm tốn. Mỗi ngày Hoa hành dành thời gian để ghi nhật ký. Hoa cũng thường xuyên trao đổi với người thân, thầy cô, bạn bè những điều còn băn khoăn về bản thân, về cuộc sống và lắng nghe ý kiến của mọi người để điều chỉnh bản thân. Bên cạnh đó, Hoa còn tham gia các hoạt động thử thách mới để khám phá bản thân. Thì câu hỏi, Hoa đã tự nhận thức bản thân bằng cách nào? Thì Hoa đã tự nhận thức bản thân bằng cách là Hoa thường ghi nhật ký hàng ngày, thường xuyên trao đổi với mọi người, thân, thầy cô và các bạn, lắng nghe ý kiến mọi người để điều chỉnh bản thân, tham gia các hoạt động để khám phá bản thân. B. Em còn biết thêm những cái cách nào khác để tự nhận thức bản thân? Hãy chia sẻ với các bạn. Thì ở đây ví dụ một số cách khác để nhận biết bản thân như là xây dựng bản mục tiêu, kế hoạch cho bản thân và theo dõi bản thân mình có làm đúng cái bản mục tiêu đó hay chưa, có sự tiến bộ hay không. Rồi lắng nghe những cái nhận xét, góp ý, đánh giá của người khác để nhận biết bản thân. Rồi tham gia các hoạt động học tập, tập thể, làm những cái bài test về bản thân. Tiếp theo là tình huống 2. Mình rất thần tượng ca sĩ nổi tiếng và tìm mọi cách để thay đổi bản thân cho giống với ca sĩ, từ sở thích, tính cách, trang phục, đầu tóc đến cử chỉ điệu bộ. Thậm chí mình còn ghét cả những người mà ca sĩ đó ghét dù mình chưa một lần nào gặp họ. Câu hỏi, em có nhận xét gì về hành động, việc làm của mình? Thì em nhận xét về cái việc làm của bạn mình là mình đang quá đam mê vì thần tượng, không có chính kiến, biến cuộc sống của mình thành cuộc sống của người khác. Vì vậy, mình nên sống thật với bản thân, không nên vì thần tượng mà thay đổi bản thân. B. Em có đồng tình với hành động việc làm đó không? Vì sao? Thì em không đồng tình với cái hành động việc làm đó của mình, vì mình đã không nhận thức được bản thân mình có đúng như vậy không mà chỉ vì thần tượng.
Tiếp theo phần ghi nhớ. Tự nhận thức bản thân là biết nhìn nhận đánh giá đúng về bản thân mình, cái khả năng hiểu biết tính cách, sở thích, thói quen, điểm mạnh, điểm yếu. Tự nhận thức đúng về bản thân sẽ giúp em nhận ra cái điểm mạnh của bản thân để phát huy, điểm yếu để khắc phục, biết rõ mong muốn những cái khả năng, khó khăn, thách thức của bản thân để có thể đặt mục tiêu, ra quyết định và giải quyết vấn đề phù hợp. Thì để tự nhận thức đúng về bản thân, em cần đánh giá bản thân qua thái độ, hành vi, kết quả trong từng hoạt động, từng tình huống cụ thể, quan sát phản ứng và lắng nghe nhận xét của người khác về mình, so sánh những nhận xét đánh giá của người khác về mình với tự nhận xét đánh giá của mình, thân thiện, cởi mở, tích cực tham gia các hoạt động để rèn luyện và phát triển bản thân. Luyện tập khám phá chính mình. Xác định những hiểu biết về bản thân bằng cách sau. Bước 1 là tự viết lời giới thiệu về bản thân, ưu điểm, hạn chế, tính cách, sở thích trên một nửa trang giấy. Bước 2 là nhờ bạn bè hoặc người thân viết về ưu điểm, hạn chế, tính cách, sở thích về bản thân em trên một nửa trang giấy. 3. So sánh thông tin của em và người khác về em và hàng ngàn cái việc mô tả về bản thân với các nội dung đề về ngoại hình như là tính cách, sở thích, điểm mạnh, điểm cần cố gắng. Bước 4 là liệt kê những cái ưu điểm, hạn chế và đề xuất các biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục và những cái hạn chế của bản thân. Thì như vậy này, cái phần này, phần khám phá chính mình này, các em sẽ tự liên hệ, tự thực hành và tự liên hệ bản thân của mình để mà xác định cho chính xác. Tiếp theo, câu 2 là quan sát các nguyên nhân sau và trả lời câu hỏi. Bước trên 1 thì ở đây có là Huy chấp nhận tất cả những điều mà người khác nói về mình. Bước trên 2 là Lan không bao giờ hỏi điều mình băn khoăn. Rồi trên 3 là Vi học đàn vì bố mẹ muốn chứ không phải vì Vi thích học. Câu hỏi là A. Em hãy nhận xét về việc làm của các nhân vật trong các bức tranh và cho biết hậu quả của những việc làm đó. B. Em có lời khuyên gì đối với các nhân vật trong mỗi bức tranh để giúp họ vượt qua chính mình? Thì ở câu A, thì đầu tiên A. Nhận xét của em về việc làm các nhân vật trong các bức tranh và cho biết hậu quả những công việc làm đó. Thì ở hình 1, bạn Huy đã chấp nhận tất cả những điều mà người khác nói về mình, kể cả những điều không đúng và không giải thích cho họ biết. Thì lâu dần mọi người có cái nhìn sai về bản thân mình. Thì hậu quả đó là sẽ làm cho mọi người có cái nhìn sai về bản thân mình. Còn ở hình 2, Lan đang cố giấu cái dốt của mình á, không bao giờ hỏi những điều mà mình còn băn khoăn chưa biết. Vì vậy thì có thể Lan sẽ hiểu sai vấn đề người khác nói, hoặc là sẽ không hiểu được bài học, thì dẫn đến cái kết quả học tập của Lan sẽ không được tốt. Còn ở hình 3, Vi học đàn vì bố mẹ muốn mà không đam mê, thì một thời gian nữa sẽ làm cho Lan bị chán nản và không có kết quả tốt. Rồi B, những lời khuyên của em cho các nhân vật trong bức tranh để họ vượt qua chính mình là? Hình 1 thì Huy nên nghe lời nói đúng về bản thân mình. Nếu việc làm của mình đang sai thì Huy nên lắng nghe và sửa đổi. Những lời nói sai về bản thân Huy nên giải thích rõ ràng cho họ hiểu Huy không như vậy. Còn ở hình 2, Lan nên dũng cảm nói ra những điều mình băn khoăn chưa hiểu. Đó thể hiện cái tinh thần cầu thị và thầy cô giáo sẽ sẵn sàng giải thích cho Lan hiểu rõ vấn đề. Như vậy thì kết quả học tập của Lan sẽ có những tiến bộ hơn. Còn ở hình 3 thì Vi không nên học đàn chỉ vì bố mẹ của mình mong muốn. Vi nên chia sẻ với bố mẹ những điều mình thích và đam mê riêng của mình.
Tiếp theo câu 3 là những cái tình huống nào dưới đây cho thấy các bạn chưa biết cách tự nhận thức về bản thân vì sao? 1. Mình rất muốn được hát với trước lớp nhưng lại sợ bị các bạn chê là hát không hay nên mình chưa dám thực hiện mong muốn của mình. 2. Là sau mỗi lần cô giáo trả bài kiểm tra thì Quang thường dành thời gian để so sánh đối chiếu với bài của các bạn được điểm cao để tìm ra những cái điểm chưa đúng, chưa hay và nhờ các bạn giải thích những điều mà Quang chưa hiểu. 3. Là mỗi khi nhận được lời nhận xét của các bạn trong lớp về những điều cần phải cố gắng thì Loan thường tỏ ra cái thái độ khó chịu và không quan tâm đến những cái điều các bạn góp ý. Như vậy, những cái tình huống cho thấy các bạn chưa biết cách tự nhận thức bản thân mình đó là tình huống 1 và tình huống 3. Chúng ta sẽ giải thích. Trong tình huống 1 thì Minh rất muốn hát nhưng còn nhút nhát, không dám thể hiện bản thân, sợ bị các bạn chê là hát không hay, cho thấy Minh chưa hiểu rõ bản thân mình, chưa tin tưởng vào khả năng của mình. Còn ở trong tình huống 3, Loan thường tỏ ra khó chịu và không quan tâm đến nhiều điều người khác góp ý, thì cho thấy Loan là một bạn có tính bảo thủ, chưa thật sự hiểu về bản thân mình. Nếu Loan lắng nghe và sửa đổi những điều mình thiếu thì Loan sẽ tiến bộ hơn. Tiếp theo phần vận dụng. 1. Là mỗi ngày hãy dành 15 phút để suy nghĩ về những trải nghiệm của bản thân, bao gồm những điều mong muốn, những điều làm tốt, những điều làm chưa tốt và ghi vào nhật ký. Thì sau mỗi tháng em xem lại nhật ký để biết bản thân mình đã thay đổi như thế nào. Thì phần này học sinh sẽ tự liên hệ bản thân. Rồi 2 là hãy tham gia các hoạt động tập thể và ghi lại những trải nghiệm, đặc điểm khả năng mới mà em khám phá được ở bản thân mình. Thì phần này các em cũng sẽ tự liên hệ bản thân mình. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn giáo dục công dân lớp 6 của bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.